Xin chào thầy và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì em sẽ làm một bài tập cho thầy giao gửi đến các bạn để mọi người có thể tham khảo cái bài của mình cũng như là chia sẻ kiến thức không nên. Ok, bây giờ let's go. Thì bài tập của thầy là bài tập 2 cho việc điều khiển kết nối với hai led đơn và một đường chân đất bất chấm sẽ bị gần hai đất từ đầu sau ban đầu đất mình yêu đồ. Ok, lấy mình yêu đồ thì bây giờ làm để đỡ mất thời gian quay cũng như là vẽ thì mình đã vẽ sẵn rồi để hạn chế tối thiểu thời gian để chúng ta có thể dễ dàng cái việc upload video. Ok, thì đây là cái sơ đồ hoạt động của mình. Đầu tiên là begin, sau đến cấu hình các chân mình vừa vẽ xong. Cấu hình các chân led 1, led 2. Đây chế độ. Thì ban đầu là mình sẽ có một cái bit y. Thì nếu mà bit y bằng 1 thì đúng, thì led 1 on, led 2 off. Sai thì sai thì chuyển qua bước thứ hai là y bằng 2. Y bằng 2 thì nếu mà đúng thì led 1 và led 2 đều on và kết thúc. Còn nếu mà sai thì led qua bước 3, tức là led 3 y bằng 3, tức là led đúng thì led 2 sẽ tắt và led 1 sáng. Và cuối cùng là nếu mà sai thì qua y bằng 4, nếu mà đúng thì led 1, cả hai led đều tắt và đồng thời là quay trở về. Nhanh đây, quay trở về thì sơ đồ này khá đơn giản. Tiếp theo là mạch nguyên lý hoạt động. Cái mạch nguyên lý của chúng ta như thế này thì đầu tiên là một nguồn cấp xung cho con này, speaker đây, xung hai con tụ song song. Và đây là con tụ thạch anh nối vào chân 13 và 10. Coi đây mình nối lộn em ạ, chờ xíu nào, nối lộn nối lộn. Skip. Xấu. Số một ô số hai này xấu quá. Ok, thì đây là đôi vào chân 13 và 14 này. Đây là mạch để reset. Còn đây là hai bóng đèn led của mình. D1, mình led D1 thì mình đối vào chân RD0 này. D2 đối vào chân RD1. Còn đây là nút on off nha, nhưng mà các bạn lưu ý là nút on off của mình này ban đầu là trạng thái kích hoạt của nó là nó ở mức 1 này, chứ mình không nối vào chân CND như các mạch thông thường. À, đây là hơi có sự thay đổi một xíu thì không biết có việc gì không. Mình thì đơn giản là chỉ như vậy thôi. Còn bây giờ thì qua phần lập trình thì mình cũng lập trình sẵn luôn để đỡ mất công. Vậy bây giờ thì mình sẽ giải thích cái chương trình của mình lập trình. Đấy. Đây, chương trình của mình lập trình đây. Đầu tiên là khai báo hàm exclude. Đây là khai báo delay và đây định nghĩa cho các chân này. Chân non hợp mình là D2, định nghĩa D2 này, less pin là D1 này. Đây chân RD0 này là led đèn led 1 này, RD1 là led 2 này và RD2 là nút on off. Thì định nghĩa chính xác luôn.
rồi ngày hai nó trường hợp này lên một d không ngày hai, và mình có một cái biến gọi là biến đếm đó. Biến đếm này thì nghĩa là khi chúng ta nhấn vào nút on off thì nó đếm vậy thôi. Thì mình sẽ tạo một cái hàm con, tạo một cái hàm con reset on off. Thì trong cái hàm con của mình á, thì để chúng ta có thể là nó nhằm cái hàm con này nhằm mục đích là đếm đếm số lần chúng ta bấm thôi, không có gì. Đầu tiên là một lần, các bạn lưu ý là một lần chúng ta đếm á, thì cái nút cái vào nút của chúng ta là lên mức 1 nhé, chứ không phải mức 0. Đấy, chú ý cái chân này, ta nhấn là nó lên mức 1 này vì đang nối với vị trí cao vậy, chứ mày nối với chân dần đi. Đây là một thay đổi do mình tạo ra để không đụng hàng với ai cả. Ok, thì dần đi là như vậy. Ban đầu vào thì kiểm tra nếu mà input một chỉ lấy 5 giây, 50 giây, sau đó lại kiểm tra lại cho nó chắc và chờ nó bắt đầu pin nó đếm, đếm một lần, sau đó là cứ đếm thôi, cứ nhấn một lần, khi mà input ở mức 1 thì nó đếm đếm một lần. Đấy là khi input ở mức 1 thì nó đếm một lần nhé các bạn, từ cái đây xuống đây này, đó là khi input ở mức 1 nó đếm một lần. Thì ban đầu cái đầu vào on off, nút on off ta đang ở mức 0 thì là nó cái pin đếm là bằng 0 đó. Bắt đầu, còn đây là hàm chính của mình nhé, đây mới vào hàm chính này. Thì hàm chính của mình này, như sau. Đầu tiên là set cheat là định định đầu vào đầu ra cho các chân. Thì của mình tức là cái này tức là không 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 này, không này, không này, một không không một không không á, tức là chân không và chân một của trong đây là có một mình chân chân B2 là chân đầu vào này, D0, D1, D2 là đầu vào thôi. Còn ban đầu đang ở định cho nó mức 0 hết này, mức 0, mức 0 này. Đầu là các hai led của chúng ta, ta đang output loud là đang, đang tối này, đang tắt này. Thì đây reset ta gọi hàm vào, cái này là gọi hàm nhé, gọi hàm reset 1 vào. Tức là thay vì ta viết cục như gọt mây thì ta chỉ cần gọi hàm cho nó gọn vậy thôi, cho nó đỡ rối cái hàm á. Bình thường là nếu mình không có gọi hàm, mình không có lập hàm con á, thì mình copy hết paste đem được. Nhưng mà giờ mình lập hàm con này, mình tạo một cái hàm con này cho nó gọn, thì nếu đếm bằng một thì output thì led một này, led một sáng này, còn nếu mà không á thì led 2 sẽ, nếu mà không đếm mà không bằng 1 mà nó lại bằng 2 thì cả hai led đều sáng này. Tiếp tục là nếu mà nó không bằng 2, nó không bằng 1 mà nó bằng 3 thì led 2 tắt. Và tiếp theo là nếu mà pin đếm bằng 4 thì led 1 tắt. Còn đây nếu mình nhấn 5 thì sao, nếu mình nhấn 5 á thì nó sẽ quay trở về một này. Đây này, có câu lệnh đếm này, đếm mà lớn hơn 4 là 5 thì pin đếm sẽ bằng 1, thì nó lại led led 1 nó sẽ sáng lên. Ok, thì mình cầm cầm lý kia nó làm sao không, không có bị lỗi nha các bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ đổ vào con này xem nó chạy như nào. Ok, chạy một hai ba chấm hết.
Open. Ok. Chạy. Đèn màu sáng này. Đèn này sáng này. Đèn màu tắt này. Này tắt này. Đèn màu sáng này. Đèn này sáng này. Đèn màu tắt này. Ồ. Đi reset lại. Đèn màu sáng này. Đèn này sáng. Đèn màu tắt này.